Xin chào các bạn, hôm nay thì Dung chia sẻ đến các bạn một món lẩu cháo cá mà dân ở quê thường ăn nhất. Thông thường mọi người thì ăn lẩu cháo cá lóc, nhưng hôm nay thì Dung chia sẻ lẩu cá tra sông. Hai loại cá này thì ngày nào cũng có quanh năm luôn nha. Tuy là cá nuôi nhưng mình biết cách chế biến thì nó rất là ngon. Có nhiều người nghĩ cá tra sông mà nấu cháo thì nó rất là tanh. Cách thì Dung nấu hôm nay ăn rất thơm, ai ai cũng thích. Tuy cá rẻ tiền nhưng ăn rất ngon. Và cách nấu cháo thì mỗi người có cách nấu khác nhau. Mời các bạn cùng xem lẩu cháo cá tra, cách ăn của những người ở quê. Mời các bạn cùng xem hết video nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị 1,5 kg cá tra sông, 1 chén gạo tắm, 400g thịt, tỏi, củ hành, gừng, ớt và hành lá. Ăn kèm với lẩu gao đắng và gao má. Mời các bạn cùng nấu lẩu cháo cá ăn với thì Dung nha. Đầu tiên thì mình đi vo tắm. Vo vài lần nước, sau đó mình đổ ra rổ để cho nó ráo nước nha. Trong khi đợi tắm gáo nước để mình rang gạo. Tiếp theo thì mình đi làm cá. Cá này thì Dung được cho nè các bạn. Cá này là câu ở sông lớn, chứ không phải là cá nuôi bè nha. Mình nấu nước sôi khoảng 70 độ, sau đó mình chế vào và cạo rửa lại cho thật sạch. Tiếp theo thì mình gan gạo. Gan gạo thì mình gan hơi vàng nhẹ để cho nó thơm nha. Cá cha thì nó có nhiều mỡ nên mình gan gạo không có để dầu nha các bạn. Gạo gan hơi vàng vậy là được rồi nè. Gan gạo xong thì mình cho vào nồi nước mình nấu, nước sôi hay nước nguội gì cũng được nha. Tiếp theo củ hành thì mình sắc mỏng, tỏi mình băm nhuyễn và cũng băm nhuyễn thêm một ít gừng, phần gừng còn lại thì mình sắc sợi nha. Tỏi và gừng mình băm nhuyễn, phần này thì mình để phi thơm. Củ hành tím sắc mỏng thì mình để phi thơm, gừng sắc sợi thì mình để vào trong cháo. Tiếp theo thì mình thái cá. Cá sau khi mình trụng nước sôi rồi thì mình rửa sơ qua nước muối và có nặn thêm một ít chanh để khử mùi tanh của cá. Phần cá này mình thái ra từng miếng vừa ăn để mình cho vào nồi lẩu cháo nha. Phần cá mình đã thái xong, nhìn rất là ngon. Cá này câu ở sông, thịt cá vàng, nhìn ngon lắm các bạn. Rồi, tiếp theo thì mình phi hành tỏi thơm để mình ướp cá. Phần gừng băm nhuyễn mình cũng phi chung với tỏi luôn nha. Hành tỏi phi xong thì mình vớt ra trong chén để nguội. Phần cháo thì mình để lửa riu riu vì mình nấu tắm nên nó mau nhừ lắm các bạn. Phần cá thái này mình sẽ cho gia vị vào đây mình ướp. Gia vị ướp gồm một ít hạt nêm, đường bột ngọt và một ít nước mắm ngon. Hành tỏi gừng mình phi thơm lúc nãy mình cũng cho vào đây. Tiêu và gừng sắc sợi mình sẽ cho vào đây một ít mình ướp luôn nha. Thank you.
Phần cá mình ướp xong rồi mình để tủ lạnh nha. Còn đây là phần xương cá và cặp trứng. Phần này thì mình bỏ vào trong nồi cháo nha. Phần thịt đùi này thì mình băm nhuyễn. Thịt đã băm xong, mình ướp vào đây gia vị gồm hạt niêm, tiêu, đường, bột ngọt và hành lá. Sau đó mình trộn đều lên. Phần thịt này thì mình để vò riêng nha. Cháo thì mình nấu đã nhừ rồi, bây giờ mình cho phần thịt giò viên vào, xương cá và trứng mình cũng cho vào nấu trước luôn nha. Tiếp theo thì mình cho gia vị vào. Mình cho vào đây một ít muối, hạt niêm, một ít bột ngọt và một ít đường. Phần xương cá và trứng mình cho vào nấu để ra nước ngọt. Trứng cá và xương cá đã chín, cuối cùng thì mình nêm một ít nước mắm ngon vào cho thơm. Nồi cháo mình đã chín rồi. Bây giờ mình cho phần gừng sắc sợi vào cho thơm nha. Cặp trứng rất là ngon các bạn, mấy bé nhà mình rất là thích ăn nha. Nồi cháo mình đã nấu xong rồi, bây giờ mình cho ra lẩu và mình cùng thưởng thức nha. Mời các bạn cùng thưởng thức lẩu cháo cá cha với Thị Dung nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn vui lòng đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh Thị Dung nhé. Dung chân thành rất cảm ơn. Thương chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.